Chào các bạn, hôm nay cùng mình trồng cây lá xương xăm nhé bạn. Trồng một chậu để khi muốn uống một ly xương xăm giải nhiệt thì bạn chỉ cần hái một ít lá, dùng tay vò cho lá nát ra. Sau một thời gian ngắn, bạn đã có một mảng xương xăm để sử dụng. Chậu giống này được người chị đồng nghiệp tặng. Tuy nhìn không bắt mắt lắm nhưng cây khỏe mạnh. Để có giống xương xăm, bạn có thể mua cây giống hoặc mua hạt để gieo. Chậu trồng bạn chọn cỡ chậu cao từ 20cm là được. Chậu bạn đang xem mã chậu là E300. Mình cũng có chia sẻ trong cửa hàng của kênh để các bạn tiện chọn mua nếu cần. Nếu thích kiểu dáng và màu sắc của chậu này thì bạn cũng có thể chọn. Chậu đẹp và có phần đáy thoát nước rất tốt, đến nỗi mình phải lót một ít rơm dưới đáy chậu để nhằm giúp cho nền gạch sạch sẽ hơn. Thời gian sau này mình chuyển sang chậu này khá nhiều. Đất trồng cũng là đất mà mình trồng các loại rau cải khác. Do lúc trồng chậu xương xăm này ngay vào mùa trời mưa liên tục nên đất không khô ráo lắm. Chậu xương xăm này chỉ có một gốc, tuy nhiên vẫn đủ làm cho chậu cây xum xuê sau một khoảng thời gian trồng nhé bạn. Mình dùng 3 đoạn ống nhựa này để làm trụ leo cho cây. Đây là ống nước phi 21. Mình thích dùng ống này vì bền, đẹp, có nhiều dạng co để lắp ráp, giá cả lại hợp lý. Mình cuộn dây xương xăm xung quanh 3 trụ nhựa này nhé bạn. Trong quá trình cây phát triển, khi dây leo lên đến đỉnh trụ thì mình sẽ cuộn xuống để tiết kiệm không gian. Cây ưa nước, không chịu được khô hạn nên ở nơi nhiều nắng, bạn tưới ngày 2 lần. Nơi ít nắng hay dưới bóng cây lớn thì bạn tưới ngày 1 lần. Đây là chậu cây sau 3 tháng trồng. Trong 3 tháng này, mình không bón phân gì cho cây, chỉ tưới nước mà thôi. Sau khoảng thời gian này thì bạn có thể dùng phân ure đen để bón bổ sung dinh dưỡng cho cây định kỳ 1 tháng 1 lần để tiếp sức dinh dưỡng có trong đất, nhằm tránh tình trạng cây hút hết dinh dưỡng của đất làm đất bạc màu. Bạn chọn nơi có nắng nguyên ngày hay mỗi ngày chỉ có một ít nắng để đặt cây đều được. Tuy nhiên, cây rất dễ sống nên không gian nơi bạn trồng chỉ có ánh sáng gián tiếp mạnh thì cây vẫn phát triển được. Do nhằm để cho chậu cây xương xăm trông đẹp mắt nên mình đã để tới giờ mới thu hoạch lá. Nếu bình thường thì sau khi trồng 1 tháng bạn có thể thu hoạch lá được rồi. Ngắt lá để sử dụng, bạn cứ ngắt từ lá già đến lá trưởng thành. Không ngắt lá non vì ít dinh dưỡng và cũng là vì để cho cây phát triển nữa.
Để nhân giống, bạn có thể chọn một đoạn khỏe mạnh của dây xương xăm mà cắt khúc ghim vào đất. Khi nhân giống từ nhánh ghim, mình thường sẽ ghim hẳn một nách lá bên dưới chạm vào đất, vì nơi đó là nơi ra rễ tốt nhất. Ghim xong, đặt chậu ở nơi mát mẻ cho đến khi bạn cảm nhận cây đã ra rễ. Để có thạch xương xăm, bạn chỉ cần vò lá cho nát ra, chế thêm một ít nước, lược bỏ vụn lá và chờ khoảng vài tiếng là nước sẽ đặc lại. Bạn cũng có thể bỏ vào tủ lạnh nhằm bảo quản lâu hơn. Hiện nay, YouTube cũng đã có tính năng mua sắm, nên các sản phẩm như chậu trồng, phân bón, hạt giống, v.v. mà mình sử dụng, mình cũng chia sẻ nơi mua trên thẻ sản phẩm, cũng như bộ sưu tập. Bạn hãy nhấp vào đó để mua khi cần. Sự ủng hộ của bạn cũng là động lực để kênh tiếp tục đầu tư và cho ra những sản phẩm ngày càng tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ. Thân chào các bạn.